Trạng 4 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 vừa kết thúc cách đây không lâu. Tay đua Hoshua Carino của đội đua Philippines Navi là những người về nhất. Thêm một chặng đua nữa, chiến thắng lại thuộc về các tay đua nước ngoài. Và diễn biến đầy đủ của cuộc đua này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin thể thao 24 trên 7 ngày hôm nay trên kênh VTV1. Ngày mai thì các tay đua sẽ bước vào trạng 6 của giải từ Đồng Hới, Đồng Hới đi Huế có lộ trình dài 162 km.